Nghiên cứu mới cho thấy hơn 3.000 năm trước, các nghệ sĩ Ai Cập cổ đại đã vẽ một bức chân dung hoàng gia, được phát hiện trong ngôi mộ tại một nghĩa trang rộng lớn. Bức tranh vẽ Pharaoh Ramesses II, trị vì khoảng từ năm 1279 đến năm 1213, nằm trong lăng mộ của một quan chức tên là Naktamun, người được chôn cất gần Thiếp, Luxor ngày nay. Trong bức tranh, Pharaoh được khắc họa với bộ râu trên mặt, và đang đối mặt với một nhân vật không thể nhìn rõ các đường nét, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLOS One. Điều này đã khiến các học giả trước đây đề xuất rằng bức tranh khắc họa hình ảnh Pharaoh đang để tang cho cái chết của cha mình, Pharaoh Seti I. Tuy nhiên, một bản quét mới của bức chân dung đã cho thấy điều ngược lại. Sử dụng phiên bản di động của hình ảnh huỳnh quang tia X, SIF, một kỹ thuật sử dụng tia X để xác định thành phần hóa học của một vật thể, nhóm nghiên cứu đã quét bức tranh Ramesses II và một tác phẩm nghệ thuật khác từ nghĩa địa, tiết lộ những chi tiết mới. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng Ramesses II thực sự đang đối mặt với ta, một vị thần. Ai Cập cổ đại, gắn liền với người thợ thủ công. Bản quét cho thấy Ramesses II đứng dưới tán cây thờ cúng, trong khi nhân vật đăng quang trước mặt ông là thần ta, không phải người cha đã khuất Seti I của ông. Họ cũng phát hiện ra rằng Ramesses II được miêu tả với một quả táo của Adam nhô ra. Đây là một chi tiết thú vị, chưa từng được thể hiện trong nghệ thuật Ai Cập cổ đại, nhóm nghiên cứu viết trong báo cáo. Ngoài ra, Pharaoh ban đầu được miêu tả là đang đeo vòng cổ Sebil, theo tên gọi của người Ai Cập cổ đại. Vòng cổ bao gồm một số chuỗi vàng khổng lồ, được hình thành bởi các hạt hình thấu kính lớn và nặng, các nhà nghiên cứu viết. Nhóm cho biết thêm rằng, loại vòng cổ này phổ biến trong triều đại thứ 20, khoảng năm 1186 đến năm 1070, nhưng không được sử dụng dưới triều đại của Ramesses II. Theo các nhà nghiên cứu, vòng cổ Sebil đã được sơn lại và thay thế bằng một chiếc vòng cổ Wessex, một món đồ trang sức phẳng, dưới thời trị vì của Ramesses II. Dựa trên phát hiện về chiếc vòng cổ, nhóm nghiên cứu cho rằng, bức tranh ban đầu được vẽ vào triều đại thứ 20, nhiều thập kỷ sau khi Ramesses II băng hà. Tác giả nghiên cứu Philippe Martinez, nhà khảo cổ học phân tử tại Đại học Sorbonne và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, CNRS, nói trong một email rằng, không rõ tại sao Ramesses II được miêu tả với bộ râu ngắn trên cằm. Điều này không phổ biến vì một pharaoh thường được cạo trọc hoặc để râu dài. Ngoài bức tranh vẽ Ramesses II, nhóm nghiên cứu đã phân tích thêm một bức tranh lăng mộ khác từ nghĩa địa. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.